Thank you.
ที่อ้อกับmà đứng lên đây, ơi, đây đứng lên đây, ra, ra này này, ra sáng này.Cô dâu chú rể đi. Đứng nha.
Đây nè, đây đăng ký nè. Hát bài đi, hát bài đi. Hát bài rồi. Đăng ký bài gì ha? Đăng ký thì mình hát rồi, mình hát rồi. Đăng ký đi. Trong cuộc đời bẻ ngày vừa qua, em ơi chẳng ngại đường xa, các bạn cùng quyết phong ba cũng lưu. Và kính thưa tất cả quý vị, Xuân Hồng cũng như tất cả quý vị sẽ có những thông điệp cũng như những lời chúc thật tốt đẹp gửi đến cho mọi người. Chúc hai bạn sẽ được trong công tình viên mãn, bắt đầu nghĩa cô thê. Và Xuân Hồng cũng xin chúc cho tất cả nhà bên gia đình sẽ thất vọng hơn mỗi cảm tình, vì một bên còn dâu hiền, một bên còn lệ quý. Và Xuân Hồng cũng không quên thay lời gia đình xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đi đón đến cho mọi người gia đình trong lúc kế tiếp cũng như chi này. Có điều gì sơ thất, kính mong quý vị ghi tình thương những xu mà vợ và cho gia đình. Và xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui tươi và ngon miệng ạ. Kính thưa tất cả quý vị, âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong sống chúng ta. Chính vì thế gia đình đã phối hợp cùng với âm thanh nhạc sống một bé đã tổ chức chương trình văn nghệ để hát mừng cho đôi yêu thương. Xin mong rất mong nhận được thật nhiều và phúc từ quý vị. Và thông điệp quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Ngay sau đây chương trình văn nghệ hát mừng lễ vô quy của đôi Uyên Ương cô dâu Hồng Diệp sẵn duyên cùng chú rể Khắc Dung. Xin được phép bắt đầu. We'll be right back.
của anh rất là nhiều với nhạc phẩm rất là sôi động. Giờ đây xin mời xin mời. Dạ, có mời mình ăn I'm not.
đường